Các bạn thân mến, cuối cùng thì bộ phim Lật Mặt 48 giờ cũng đã chính thức có lịch công chiếu vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Đây là phần thứ 5 trong series phim Ăn Khách Lật Mặt của anh Lý Hải đang rất là được khán giả nóng lòng mong chờ. Và ngày hôm nay thì 14 tháng 4, Ngọc Mai đang có mặt tại buổi ra mắt phim Lật Mặt 48 giờ và các bạn có thể thấy là ở phía sau dòng người đang rất là đông đúc để chờ đợi vào thưởng thức bộ phim. Và không những vậy, tại các rạp ngày hôm nay cũng đã bắt đầu mở những suất chiếu sớm để cho quý khán giả chúng ta có thể book vé và thưởng thức luôn. Tại các rạp thì cũng đã tung những cái hình ảnh phải nói là đặt kín full hết cả rạp luôn rồi. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng Ngọc Mai tiến vào bên trong để phỏng vấn một vài nghệ sĩ nhé. Khi mà là 48 giờ vừa mới mở bán vé Nisso tối nay thì được mọi người yêu thương là mua ủng hộ rất là nhiều. Yếu tố của mặt để cho mọi người yêu thương đó là một câu chuyện rất dễ hiểu và gần gũi. Lý Hải không kể chuyện một cái câu chuyện quá cầu kỳ, Lý Hải một câu chuyện đa phần là nó có nội dung về gia đình. Mặc dù một câu chuyện về nội dung gia đình nhưng mà kể theo nhiều kiểu. Ví dụ như phần 4 là gia đình nhưng mà kể theo cái thể loại phim kinh dị. Còn phần 3 là nội dung gia đình nhưng với thể loại là phim hài hành trình. Nhưng kỳ này thể loại là phim hành động, phim action. Nói chung là bây giờ hồi hộp lắm. Nói chung là ra mắt hụt 2 lần rồi, tới hôm nay chắc chắn rồi. Và cảm giác mình mong ngóng giống như là vợ đẻ vậy đó. Vợ đẻ mình hồi hộp thế nào thì bây giờ phim này mình cũng hồi hộp như vậy luôn. Trong những cái tác phẩm của Lý Hải mà nó mang một cái màu sắc rất là riêng biệt với những cái là một trước của anh Hải, thì anh Hải là vậy, anh Hải luôn luôn tạo dựng cái mới. Không biết là cái 6 cái 7 đó là cái gì đây nữa, nhưng mà hy vọng đây là một món ăn mới cho gia đình Lật Mặt, cho tất cả quý vị khán giả. Cũng có một chút hồi hộp và một chút lo, mặc dù mình chỉ là nhân vật trong phim thôi chứ không phải là nhà đầu tư. Thật sự là vì mình cũng để tâm và mình cũng cố gắng rất là nhiều cùng với ekip, cho nên mình lo về sự đón nhận và mong rằng là dù là vừa rồi chúng ta cũng có trải qua một cái giai đoạn khá là biến động, mà mong rằng mọi người vẫn đến rạp và xem một phim Lật Mặt 48 giờ. Cái story Lật Mặt á, mỗi lần mà được làm lại á, lại là một cái sự đầu tư mới, lại là một câu chuyện mới, một cốt truyện mới, một các dàn diễn viên mới. Và đối với ông anh Hải là luôn luôn tìm cái sự đổi mới trong cái tác phẩm của mình. Giờ phần này, phần Lật Mặt 48 giờ này cũng là một cái sự tìm tòi mới của anh Hải, khi mà anh Hải đổ dồn với tất cả tâm sức của mình cho bộ phim khi mà quay ở miền Tây, bối cảnh sông nước, những cái khó khăn nhất định mà nó có. Thì Đông hy vọng là bộ phim lần này nó cũng sẽ đạt được thành công mong đợi như là anh Hải đã từng so với series các lần trước. Yeah. Thật sự là Cát Tường đã xem hết các cái series phim Lật Mặt của anh Lý Hải, và khi mà cái đợt ra mắt này á, thì là Tường cũng đã rất là nôn nao rồi, đó là chờ đón. Và Tường nghĩ bản thân mình là làm nghệ thuật mà mình cũng chờ đón, cũng háo hức như vậy, thì chắc chắn là khán giả cũng đang rất háo hức cái bộ phim này. Và rất là vui là ngày hôm nay được nhận lời từ ekip chương trình và được đến đây để mà là một trong những người đầu tiên được xem bộ phim. Tất cả những cái phần trước của anh Hải mình đều xem hết, từ cái phần ở Trường Giang là tới cái phần gần đây nhất là cái phần mà nói về mẹ, là cũng rất là cảm động, rất là dễ thương. Và hy vọng là cái phần này là một cái phần sẽ bùng nổ nhất của series Lật Mặt của Lý Hải. Với những chia sẻ của các nghệ sĩ vừa rồi thì chắc chắn là các bạn đang rất là háo hức mong chờ ra rạp để xem phim Lật Mặt 48 giờ đúng không nào? Và không chỉ vậy thì trên mạng xem trailer thôi là chúng ta đã hồi hộp với những pha hành động gây cấn rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không ra rạp để xem ngay Lật Mặt 48 giờ nào? Và xem xong thì các bạn nhớ bình luận cảm nhận của mình cho Ngọc Mai được biết với nha.